Chỉ một phút thôi là các bác, anh chị em mình có thể biết mình có đang bị thiếu máu lên não hay không. Bởi vì thiếu máu não kéo dài sẽ sinh ra tai biến và đột quỵ não. Và sau đây nhá, là 6 cái dấu hiệu mà mình có thể nhận biết dễ nhất mình có đang bị thiếu máu lên não hay là không nhá. Dấu hiệu thứ nhất là mình thường xuyên bị đau đầu. Rất nhiều anh chị em mình đau đầu đến mức chóng mặt, đau đầu đến mức buồn nôn, đứng lên ngồi xuống là hay bị say sờ mặt mày, choáng váng, loạng xoạng cả tay cả chân. Dấu hiệu thứ hai đó là bị tê bì, tê cả tay, cả chân, cả cổ, vai gáy, đặc biệt là về đêm. Dấu hiệu thứ ba là mình bị mờ mắt và nhớ quên quên, suy giảm về trí nhớ. Dấu hiệu thứ tư là mình thường xuyên bị khó ngủ, mất ngủ, ngủ không sâu, đặc biệt hay là nằm mơ hay mộng mị và hay tỉnh dậy vào lúc 2 giờ, 3 giờ sáng. Và sau khi mình tỉnh dậy rồi, mình cực kỳ khó để có thể ngủ lại. Đặc biệt người bị thiếu máu não ấy thì người rất là yếu, hay mệt mỏi, hay uể oải và mình không có năng lượng, làm cái gì cũng cảm thấy rất là mệt. Vậy thì nếu mà anh chị em mình, cô bác mình chỉ cần có một thôi nhá, chỉ cần có một trong 6 cái dấu hiệu em vừa kể thì mình lập tức mình phải xử lý ngay từ gốc. Mình hãy nuôi dưỡng lại cơ tim để cho tim khỏe, để tim đầy máu lên não. Mình hãy làm sạch cái thành mạch máu, xử lý các mảng bám xơ cứng xơ vữa ở cái thành mạch này để giúp cho máu nó lưu thông qua đoạn này tốt, khôi phục cái đốt sống cổ này đang bị thoái hóa này, nó đau, nó nhức, nó chèn ép, máu không lưu thông được lên trên não. Vậy thì chỉ cần sử dụng cái cặp đôi này canxi hữu cơ sinh vật, mình sẽ uống vào buổi sáng và buổi trưa kết hợp với viên tăng cường sức khỏe là uống vào giờ kinh lạc của tim, thì mình sẽ xử lý được tất cả các tình trạng trên anh chị em nhá.